lòng thì giống nhau. Nít nít bé mi gì chút giữa nó lên đầu tiên. Nè tao muốn cho mọi người ai đá nha. Ông đứng đá nữa chút. Ông phải nhẹ đứng đá. Đứng đá lên mình ruột. Y mì. Đang nhằn nhíu nhíu nhíu. Đâu 10 phút rồi kìa. Ở chưa? Ở không? Đã 1 phút rồi nè. Rồi trèo thay nút lên đi nè. Mà do bữa giờ chắc nó nha, nó có điện thoại nên sáng mẹ nó đùng mê này. Ừ, hồi qua tôi cười lắm, nó kêu là Ngầu có điện thoại hả? Em dừng lại, nó biết em kia, hoặc em bắt lại, mẹ nó nhanh quý Ngầu, nhanh mẹ vô mà. Vậy xong cái em lên tiếng, phú 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 là gì đó nè. Vậy xong cái cười đứng dậy. Vậy hoặc đi đâu lại cho đi với. Đi ra, ở lại trời không, thấy sợ luôn. Chạy đi sắp kiếp rồi á. Ngàn em nữa, chưa ra. Mấy bữa trước cái cứ kêu ba nó kêu theo chị biết đó, vậy cho tối ba cho chơi gì không để chị ra ông già mới nhốt lại sao. Ừ, mẹ hồi sáng đó nó đuổi theo con ở mẹ nó kêu nay nhà ông già có cửa đó, ông nhốt dung xong ông nhốt lại à. Mẹ nó nói cái gì nữa. Anh ba nghe dùng đánh trộm súng cũng cho chưa? Chưa. Sao? Trời đợi xuống lòng vàng người đám giết thằng Phú liếm liếm vô lại xuống cướp. Giờ quê vô thằng cho nó hầm nó lên quấn thằng nhỏ thiệt không hả? Quần nhỏ trốn vô đi cướp. Trời em ra rước quấn thử. Mày nói chứ quê quấn gì mà quấn mất hồn mày nó ra cả. Xong rồi cái bữa sau trời lên quấn tiếp nhỏ mất hồn chui đi chứ đi. Nó chứ trời lái xuống gì rồi mà bữa sau lên quấn tiếp. Tiếc hơn gì nữa sao? Trời mẹ nó mẹ phụ chứ trường ba trôi nó hầm mẹ nó quấn thiệt luôn hả? Vậy cuối cùng phát hiện ra tất cái quấn. Thôi được chút nạn 82. Mới đầu trôi đẹp cửa hàng cho nó nhắm lên mình. Mẹ nó lắm xưa đó nó chạy theo nó quấn thành phố. Bốn phút không? Dạng ra sợ ra.